bên phương Tây họ ký âm bằng cái nốt nhạc, có nghĩa là mình cái nhìn cái nốt đó mình biết được cái chỗ đó là nốt đồ hay là nốt rê. Nhưng mà đối với âm nhạc ngũ cung thì được sướng bằng chữ, có nghĩa là hò, sự, sang, xê và cống. Thì bây giờ mình sẽ sướng cho mọi người nghe một bài bản được mang tên là Khổng Minh Tọa Lầu. Bài này được thường sử dụng trong sân khấu cải lương. Thì bây giờ mình sẽ sướng thử mọi người nghe một cái lồng bản. Sang u liêu xê công liêu công liêu. Sang u liêu xê công liêu công liêu. Công liêu công liêu ú công liêu. Công liêu công liêu ú công liêu. Liêu sàng xê công xê công. Sự công xê sàng xê sàng. Liêu sàng xê công xê công. Sự công xê sàng xê sàng. Sự sang sự sang xê sự sang. Sự sang sự sang xê sự sang. Công liêu công liêu u liêu công. Công liêu u sang u liêu u. U u liêu u sang. Sự sang xê sang công liêu xê. Thì đó nó gọi là lồng bản. Thì lồng bản là những cái chữ đờn tạo thành một cái thể điệu thì nó gọi là cái lồng bản của cái bài đó.